Mới đây, báo cáo về công tác quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn quận Tây Hồ liên quan đến việc thực hiện tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy nội địa, cầu dẫn, sàn nổi trên Hồ Tây theo thông báo số 38 TBUBND ngày 7 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ cho biết, đến nay, quận Tây Hồ đã xử lý tháo dỡ xong hơn 2.641m2 cầu dẫn, sàn cứng, bến nổi, nhà chờ của 5 doanh nghiệp lắp đặt trái phép trên mặt nước Hồ Tây, tiến hành lắp đặt hàng rào, hàn khẩu, hoàn trả lan can Hồ Tây tại khu vực số 2 đến số 10, phố Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê và khu vực Đầm 7, phường Nhật Tân, di chuyển tạm các phương tiện thủy nội địa về khu vực Đầm 7. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 2 tàu chưa di rời. Theo ông Nguyễn Lê Hoàng, đối với 2 tàu chưa di rời theo thông báo số 38 của Ủy ban Nhân dân thành phố, căn cứ vào quy định tổ chức cưỡng chế đối với sàn nổi, chúng tôi đủ cơ sở pháp lý để thực hiện. Vấn đề này thuộc thẩm quyền trách nhiệm của quận và chúng tôi đã làm. Còn việc di chuyển phương tiện nổi, tàu, thuyền thuộc thẩm quyền của thành phố về các cơ sở pháp lý. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận chủ yếu tuyên truyền để các doanh nghiệp tự mang tàu thuyền chuyển về khu Đầm 7. Các doanh nghiệp đã chấp hành di rời xong. Tuy nhiên, hiện nay còn một doanh nghiệp có 2 tàu chưa di chuyển. Chúng tôi đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố và thành phố giao cho Sở Giao thông Vận tải tham mưu tổ chức thực hiện trên cơ sở căn cứ pháp lý. Sở Giao thông có ý kiến chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện việc này. Cũng theo ông Hoàng, công việc nạo vét hiện nay đang có vướng mắc do 2 tàu này đang nằm ở vị trí nạo vét bùn, trong khi toàn bộ khu vực này đã nạo vét xong. Xung quanh 2 tàu này, nếu chúng tôi tổ chức nạo vét thì 2 tàu sẽ chìm, nên sau khi di chuyển xong 2 tàu, chúng tôi sẽ tiếp tục nạo vét, ông Hoàng nói.